danh hỏi bài miễn phí trả lời tức thì vào thư viện app tải ngay app danh. Thân mến chào tất cả các bạn. Ca dao là những lời thơ trữ tình dân gian thường được kết hợp với âm nhạc khi diễn sướng, được sáng tác nhằm diễn tả thế giới nội tâm của con người. Ca dao có những đặc điểm nghệ thuật riêng khác hẳn với văn học viết, đó là tiếng nói của cộng đồng, là nghệ thuật truyền thống mang đậm sắc thái dân gian. Vậy cảm nhận về một bài ca dao sẽ như thế nào? Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với văn bản vẻ đẹp của một bài ca dao do Hoàng Tiến Tự viết. Để bắt đầu vào bài học của ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với phần 1 La Mã, tìm hiểu chung, và 1 nhỏ, tìm hiểu về tác giả Hoàng Tiến Tự. Cô có câu hỏi dành cho cả lớp như sau. Các bạn hãy trình bày cho cô biết những nét hiểu biết của các bạn về tác giả Hoàng Tiến Tự. Với câu hỏi này, chúng ta sẽ có thời gian là 1 phút để trả lời. 1 phút của các bạn bắt đầu. Thời gian của chúng ta đã kết thúc và chúng ta có thể dễ dàng trả lời được. Hoàng Tiến Tự là tác giả sinh năm 1933 và mất năm 1998. Quê ông ở Thanh Hóa và ông là một nhà nghiên cứu hàng đầu về chuyên ngành văn học dân gian. Ngoài ra, Hoàng Tiến Tự còn được biết đến với chức danh là nguyên chủ nhiệm khoa ngữ văn Đại học Sư phạm Vinh từ năm 1969 đến năm 1987. Chúng ta sẽ chuyển sang phần 2 nhỏ, đó là phần văn bản. Chúng ta cùng đọc và tìm hiểu chú thích. Khi đọc văn bản, các bạn chú ý giọng đọc to, rõ ràng, phấn khởi, háo hức, bày tỏ cảm xúc tự hào, trân trọng về vẻ đẹp của bài ca dao. Sau đây thì các bạn sẽ cùng cô đọc văn bản. Vẻ đẹp của một bài ca dao. Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng, mênh mông bát ngát. Đứng bên tê đồng ngó bên ni đồng, bát ngát mênh mông. Thân em như trễ lúa đồng đồng, phất phơ dưới ngọn nắng hồng ban mai. Bài ca dao này có hai cái đẹp của cánh đồng và cái đẹp của cô gái thăm đồng. Cả hai cái đẹp đều được miêu tả rất hay. Cái hay ở đây là cái hay riêng của bài ca dao này, không thấy ở bất kỳ một bài ca dao nào khác. Phân tích bài ca dao này, nhiều người thường chia ra làm hai phần. Phần trên, hai câu đầu, là hình ảnh cánh đồng. Phần dưới, hai câu cuối, là hình ảnh cô gái thăm đồng. Thực ra không hoàn toàn như vậy. Bởi vì ngay từ hai câu đầu, hình ảnh cô gái thăm đồng đã xuất hiện hết sức rõ nét và sống động. Cụm từ mênh mông bát ngát được đặt ở vị trí cuối câu thứ nhất và đảo lại thành bát ngát mênh mông trong câu thứ hai. Trước khi nói đến sự mênh mông bát ngát của cánh đồng, cô gái đã miêu tả và giới thiệu rất cụ thể về chỗ đứng cũng như cách quan sát cánh đồng của mình. Hình ảnh cô gái thăm đồng hiện lên với tất cả dịu dàng của một người con gái năng nổ, đứng bên ni rồi lại đứng bên tê để ngắm nhìn quan sát cánh đồng từ nhiều phía. Dường như cô muốn thâu tóm, nắm bắt, cảm nhận cho thật rõ tất cả những cái mênh mông, bát ngát của cánh đồng lúa quê hương. Cả hai câu đầu đều không có chủ ngữ, khiến cho người nghe, người đọc rất dễ đồng cảm với cô gái, tưởng chừng như đang cùng cô gái đi thăm đồng. Đang cùng cô đứng bên ni đồng, ngó bên tê đồng và ngược lại. Nhờ vậy mà cái cảm giác về sự mênh mông, bát ngát của cánh đồng cũng lan truyền sang ta một cách tự nhiên và ta cảm thấy như chính mình đã trực tiếp cảm nhận và nói lên điều đó. Nếu như hai câu đầu, cô gái đã phóng tầm mắt nhìn bao quát toàn bộ cánh đồng quê hương để chiêm nghiệm sự bát ngát mênh mông của nó, thì ở hai câu cuối, cô gái lại tập trung ngắm nhìn, quan sát và đặc tả riêng một chẽn lúa đồng đồng và liên hệ so sánh với bản thân mình một cách rất hồn nhiên. Thân em như chẽn lúa đồng đồng, phất phơ dưới ngọn nắng hồng ban mai. Hình ảnh chẽn lúa đồng đồng đang phất phơ trước làn gió nhẹ dưới ngọn nắng hồng ban mai mới đẹp làm sao. Hình ảnh chén lúa đồng đồng tượng trưng cho cô gái đến tuổi dậy thì căng đầy sức sống. Hình ảnh ngọn nắng thật độc đáo. Có người cho rằng đã có ngọn nắng thì phải có gốc nắng, và gốc nắng chính là mặt trời vậy. Bài ca dao quả là bức tranh tuyệt đẹp và giàu ý tưởng. Theo bình giảng ca dao, nhà xuất bản giáo dục năm 1992. Vừa rồi thì các bạn đã lắng nghe cô đọc tác phẩm. Vậy chúng ta có thể dễ dàng xác định được thể loại của văn bản này, đó là nghị luận văn học. Vấn đề nghị luận ở đây là vẻ đẹp của một bài ca dao. Và xuất xứ,
được trích từ bình giảng ca dao năm 1992. Để tìm hiểu về nội dung chính của văn bản thì các bạn hãy trả lời cho cô câu hỏi. Sau khi lắng nghe cô đọc văn bản, hãy xác định cho cô biết nội dung chính của văn bản vẻ đẹp của một bài ca dao là gì và nhan đề của văn bản đã khái quát được nội dung chính của nó hay chưa. Với câu hỏi này, chúng ta sẽ có thời gian 1 phút để suy nghĩ và trả lời. 1 phút của các bạn bắt đầu. Về nội dung chính của văn bản thì vẻ đẹp của một bài ca dao đã nêu lên ý kiến của tác giả về vẻ đẹp cũng như cách khai thác nội dung của một bài ca dao cụ thể, từ đó khơi gợi sự đồng cảm và tình yêu đối với ca dao ở nơi bạn đọc. Và nhan đề của văn bản đã khái quát được nội dung chính của toàn văn bản này. Về bố cục của văn bản, chúng ta sẽ chia theo 4 phần giống như trong sách giáo khoa. Phần 1 là đoạn 1 với nội dung chính, nêu ý kiến về bài ca dao. Phần 2 là đoạn 2 với nội dung chính, phân tích bố cục bài ca dao. Phần 3 là đoạn 3 với nội dung chính, phân tích hai câu đầu bài ca dao. Và phần 4 là đoạn 4 với nội dung chính, phân tích hai câu cuối bài ca dao. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu chung về văn bản. Sau đây mình sẽ chuyển sang phần 2 la mã, đọc hiểu văn bản. Một nhỏ, tìm hiểu về vẻ đẹp của bài ca dao. Sau khi đọc xong bài vẻ đẹp của một bài ca dao, các bạn hãy trả lời cho cô biết. Theo tác giả, bài ca dao có những vẻ đẹp gì? Và vẻ đẹp nào được tác giả chú ý phân tích nhiều hơn? Ở văn bản vẻ đẹp của một bài ca dao, tác giả đã đề cập đến hai cái đẹp. Đó là cái đẹp của cánh đồng và cái đẹp của cô gái thăm đồng. Cả hai hình ảnh này đều được miêu tả rất ấn tượng. Cái hay, cái độc đáo, cái riêng biệt của bài ca dao đã được tác giả khai thác rất khác biệt và không thấy ở trong những bài ca dao khác. Từ đây chúng ta thấy rằng khi cảm nhận về vẻ đẹp của bài ca dao này, tác giả đã vào đề một cách trực tiếp để khẳng định bài ca dao mang vẻ đẹp và cái hay riêng. Từ đó người đọc thấy được tinh thần của tác phẩm ngay từ câu văn đầu tiên. Tác giả Hoàng Tiến Tựu của chúng ta đã cảm nhận và đánh giá về bài ca dao trên như thế nào? Chúng ta cùng chuyển sang phần 2 nhỏ, cảm nhận đánh giá bài ca dao. Các bạn hãy cho cô biết, tác giả lần lượt trình bày ý kiến của mình về hai câu đầu và hai câu cuối của bài ca dao như thế nào? Đây là một câu trả lời hoàn toàn chính xác. Các bạn chú ý, khi nói về bài ca dao này, theo ý kiến của nhiều người thì sẽ chia làm hai phần, đó là hai câu đầu và hai câu cuối, gồm hình ảnh cánh đồng và hình ảnh cô gái thăm đồng. Nhưng đối với tác giả Hoàng Tiến Tựu, nó không hoàn toàn được chia như vậy. Bởi vì ngay từ hai câu đầu tiên, cô gái đã xuất hiện và miêu tả chỗ đứng, chỗ quan sát cánh đồng của mình. Ngoài ra, cụm từ mênh mông bát ngát được đặt vị trí cuối hai câu đầu và có sự đảo vị trí ở câu số 2. Hình ảnh cô gái hiện lên năng động, tích cực, đứng bên ni đồng rồi lại đứng bên tê đồng, ngắm nhìn cảnh vật từ nhiều phía như muốn thâu tóm, cảm nhận và tả cánh đồng bát ngát. Hơn hết, ở hai câu thơ đầu tiên này đã sử dụng rất nhiều nghệ thuật, đó là điệp từ, điệp cấu trúc câu đứng bên ni đồng, đứng bên tê đồng, bát ngát, mênh mông, đã diễn tả cái nhìn khái quát cảnh vật. Và dường như chính chúng ta cũng đang được trải nghiệm về vẻ đẹp của cánh đồng bát ngát mênh mông. Và khi đọc hai câu thơ đầu tiên, chúng ta thấy một điều đặc biệt, đó là cả hai câu thơ đều không có chủ ngữ. Việc không có chủ ngữ này đã khiến người nghe cảm thấy như đang được đi thăm cánh đồng mênh mông, rộng lớn cùng cô gái. Và nó còn gợi cho chúng ta cảm giác về sự mênh mông, bát ngát cũng lan truyền sang người đọc một cách tự nhiên. Tiếp theo là hai câu thơ cuối cùng. Hãy cho cô biết tác giả đã trình bày quan điểm, ý kiến của mình về hai câu cuối như thế nào. Cô đọc hai câu thơ cuối cùng. Thân em như trĩa lúa đồng đồng, phất phơ dưới ngọn nắng hồng ban mai. Chúng ta thấy rằng tác giả đã tập trung ngắm nhìn, quan sát, đặc tả trĩa lúa đồng đồng đang phất phơ dưới ngọn nắng hồng ban mai. Ngọn nắng cũng được coi là một hình ảnh hoán dụ của mặt trời. Như vậy, tác giả đã miêu tả cảnh vật tươi đẹp của thiên nhiên đất nước. Hình ảnh trĩa lúa đồng đồng trong mối liên hệ so sánh với bản thân diễn tả cô gái đã đến tuổi dậy thì. Cô gái đã đến tuổi dậy thì, càng đầy sức sống. Cuối cùng là lời khẳng định,
Bài ca dao quả là bức tranh tuyệt đẹp và giàu ý tưởng. Từ lời khẳng định này, chúng ta thấy rằng tác giả Hoàng Tiến Tự là một người vô cùng yêu những bài ca dao của quê hương đất nước, và khi viết về nó thì ông bày tỏ rõ sự tự hào về vẻ đẹp của những bài ca dao này. Và khi nói về hai câu cuối của bài ca dao thì cô có một bảng so sánh về sự thay đổi trong cách quan sát của cô gái và những hình ảnh đặc sắc mà các bạn cần phải ghi nhớ. Về sự thay đổi trong cách quan sát, hai câu đầu, cô gái quan sát bằng cái nhìn bao quát, còn hai câu cuối, cô gái tập trung ngắm nhìn và quan sát. Những hình ảnh đặc sắc mà các bạn cần phải ghi nhớ ở hai câu cuối, đó là hình ảnh trễn lúa đồng đồng, ẩn dụ cho người con gái tràn đầy sức sống. Hình ảnh ngọn nắng hồng là ẩn dụ cho ánh nắng mặt trời, tương lai tươi sáng. Vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về nội dung của văn bản, vẻ đẹp của một bài ca dao. Sau đây chúng ta sẽ chuyển sang phần ba la mã, tổng kết văn bản. Trước hết là về giá trị nội dung. Qua vẻ đẹp của một bài ca dao, Hoàng Tiến Tự đã nêu lên ý kiến của mình về vẻ đẹp cũng như cách khai thác nội dung của một bài ca dao cụ thể. Từ đó thì khơi gợi được sự đồng cảm và tình yêu đối với ca dao ở bạn đọc. Về nghệ thuật, văn bản của tác giả đã nêu ra ý kiến một cách rõ ràng, chân thực, trình bày có hệ thống, với lý lẽ ngắn gọn, thuyết phục, giàu cảm xúc, đúng theo đặc điểm của dạng văn nghị luận văn học. Để các bạn có thể vận dụng tốt về kiến thức của bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ chuyển sang phần 4 la mã, kết nối đọc với viết qua bài tập nhỏ như sau. Em hãy viết đoạn văn khoảng 7 đến 9 câu, nêu cảm nhận của mình về câu ca dao. Con người có cố có ông, như cây có cội, như sông có nguồn. Với bài tập này, cô gợi ý cho các bạn trong một bài viết tham khảo như sau. Bài viết tham khảo, ca dao gửi gắm nhiều bài học ý nghĩa cho con người. Một trong số đó là bài ca dao, con người có cố có ông, như cây có cội, như sông có nguồn. Bài ca dao đã khẳng định mỗi người đều có gốc gác nguồn cội. Cách so sánh đã giúp cho bài ca dao trở nên dễ hiểu hơn. Cây cối có cội, con sông có nguồn thì con người cũng giống như vậy. Con người có tổ tiên, ông bà và cha mẹ, những thế hệ đi trước đã đem đến cho thế hệ hôm nay một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Bởi vậy mà bài ca dao cũng là lời nhắc nhở của con cháu phải ghi nhớ công ơn của họ. Chúng ta phải sống sao cho xứng đáng với những điều mà các bậc tiền nhân để lại. Đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây cần được giữ gìn và phát huy. Bài ca dao đã để lại bài học giá trị cho mỗi người. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.